Hello, Dũng Thơm TV xin chào tất cả mọi người. Bữa nay buổi chiều cũng nắng gắt quá. Dũng Thơm TV lại quay máy cắt lúa, mấy đứa trẻ đang bắt chuột đó mọi người. Cho mọi người xem. Bạn xua sau đây bằng con phục mang nó lên đã sử dụng Facebook này nè. Bọn thơm TV chinh mà về xe, mình chăng máy cắt. Mới cái mình chạp cái đó bằng con mình gì ta. Đang lớn không? Được mấy coi? Đây đang cắt các bạn ơi. Lúa chết hết rồi, không biết được mấy bao đâu một con. Chừng 3 bao quá. Cháy hết rồi nè mọi người coi. Cháy hết luôn đó, công chắc cỡ 3-4 bao à. Hôm nay nông dân thấy mệt nữa rồi. Đó là như lúa mùa tháng hạn mà vụ cháy khét nha mọi người, khô gan luôn. Cháp đỏ hôm tối đang thằng ông quấy. Cháp đỏ cho cháp mình mới khơi nhảy. Tạo cho lúa. Đó rồi. Ừ. Cố gắng luôn rồi. Không biết có chuột không nè. Còn là bụi không luôn. Đó. Khô như mà không khô có cháy gì. Xuống sát cho mọi người xem không nè. Chắc cũng biết được 5 bao không đâu. Có mọi người vào coi nè. Khô gan vậy mọi người. Đó. Hạt lép luôn à. Nông dân đợt này khổ à. Thằng này nó cũng bắt chuột đó mọi người, đó nó đang bắt chuột á. Nó mập á. Đừng đi sát máy mà mập. Đây mà sơ ý mà dục điếu thuốc xuống là cháy luôn mọi người. Bụi không luôn, mịt mù luôn, khói. Người đợi chút nữa lại quay tiếp về cho mấy thằng chòi chỗ chuột mã kìa mọi người. Đó mấy thằng chòi chỗ chuột mã chuẩn bị bắt chuột á. Đó. Đó. Chuột mã mà đẹp mê ly luôn à. Chuột mã mà như khu dân cư vậy mọi người. Thấy không? Đó. Rồi mọi người xem tiếp à. Năm nay khổ cho nông dân rồi. Lúa thất quá cháy hết luôn, bị gầy quánh hay gì cháy hết. Lúa còn nhiều quá chưa thấy chuột. Bị chá nắng quá mọi người, giờ không thấy. Thì mình quay từ mặt trời lặn qua mặt trời mọc. Ngày xưa là cái đầu của vậy ta chăng vào sau ban sạch lá khô một cách nói nằm đi sầu so đứt bận men hơi dây ngon không được man mạn kia đấy
bên kia bày hội kia tế đấy mà Long. Xa anh tụp á, xa anh thẻ đất á. Chuẩn bị rồi mọi người, còn hai ô nữa à, giờ nít đẩy đu theo nhóc rồi được à. Mình hoạt tam bao nhiêu vậy ta, điểm chậm chạp á, chẳng ho vậy đấy. Bắt chuột á, chuột con đấy mọi người. Bắt chuột nhoi luôn, quá trời à, chạy như sắp bắt sang vang hết luôn. Giờ còn có mấy lối nữa là tới chuột rồi, giờ còn có mấy lối nữa tới chuột ấy mọi người. Rồi nó tranh thủ hết trơn rồi, nhỏ nãy cầm nó bắt được mấy con rồi mọi người đó, nó được mấy bọc rồi đó. Đó, nó được trong bọc trong tay mấy bọc rồi đó. Đó, thằng số 14 cũng một con đó mọi người đó. Đó, chắc là thấy gì rồi đó. Đó, đang thấy gì đó. Đó, dạ, chắc được đừng con nữa, chuột quá. À, đừng con nữa đó. Quá bụi luôn rồi, quá bụi luôn rồi mọi người ơi. Lúa nó thật là vậy đó, toàn là bụi không luôn, sầu khô vậy ta. Cười đập sáng mạnh mẽ tới ban phải mới bay công, lúa thật quá mọi người. Ba công đếm bao cơ, là đếm bao nè. Quay cho sáng, trời tối quá à. Đó, hai bao ở đây được mấy bao coi, hai tám chín mười ba, mới được có 13 bao đó mọi người đó. Thấy không, khu đó là 4 bao đẳng 6 là 10, với trong kia kẹt kia một bao nữa đó. 11 là đẳng 2 là 13, mới được có 13 bao à. 3 con rưỡi mọi người, 3 con rưỡi mới được có 13 bao à. Chết rồi, thật này là cậu không ra luôn rồi. Gió
thấy không, khói vậy đó, lúa rất là khói cỡ đó đó, khói như đốt vậy đó, mà tập trung nữa đó. Quá trời. Bên kia thì nó hơi trúng đỡ bên kia đó. Mẫu bên kia trúng đỡ bao thôi cũng vàng cũng nhiều, mà chắc cũng không được mấy bao đâu. Chắc không cần khoảng 20 bao à. Mà mấy mẫu này 3 bao 3,5 con. 3,5 con mới được có 13 bao à. 13 bao còn mà khoảng 3-4 lối nữa. 3-4 lối thì chắc có chừng 3 bao nữa quá. Chắc 16 bao à, một con cái chừng 5-6 bao à. Đây là dính nợ là cái chắc đấy. Dính nợ là không có đường gỡ. Một con đó mọi người đó. À, dỡ lên con nữa. Con nữa. Bên kia bắt nhoi luôn. Ruột chạy lên mà mẫu nhoi luôn mọi người. Được mấy con rồi. Được 16 bao. Vụ gì nữa trời, gớt cái bọn gì rồi, máy bị gì nữa rồi. Chắc xúc cái bánh trơn quá. Bánh chớn là hết bắt chuột được luôn à. Đó gì bánh chớn nó xúc hả? Rồi ở cuối video này Úc và Vũng Thơm cũng xin chúc tất cả mọi người có một chủ nhật thật vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Giản sự với bà đang phong thông tiêu với bà cái tầm năng ấy bà mình xin khô chứ. Ô có sông chun bôi bằng bốn hiệu kia tự dụng sọc sở bãi tầng ạc nếu bà thằng hẹt tích bà sô sở đây bà sô sông chơi.